Tất cả các bạn đã đến với video và hôm nay mình sẽ làm video qua quán máy bán nước tự động thử mua thì như thế nào nha. Hãy đi cùng mình nè. Nhớ bấm like và subscribe cho kênh video để xem nhiều video mới nha. Bye bye. Hãy tới nơi và hôm nay mình sẽ rút bỏ tiền vô như có 20.000. Giờ Dương mua đứa nào trước nè? Dạ, giờ mình sẽ mua trước đây. Mình sẽ bấm con số 21 là xá xị. Rồi. Đấy, bạn ơi, đó xuống. Lắm. Vậy. Nữ. Bấm lại. Đây bạn ơi, các bạn thấy video này hay nhớ bấm like và subscribe cho kênh.